Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì hôm nay mình lại có hội mình ngồi đây và bàn luận với mọi người về FC Online lần nữa. Thì gameplay đã thay đổi, thẻ mùa giải cũng đã xuất hiện rất là nhiều và hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn với nhau để tìm ra top 7 cầu thủ CAM xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Và nhiên đây cũng sẽ là theo đánh giá của mình thôi. Và trước xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Và đứng thứ 7 trong danh sách này đó chính là huyền thoại vừa mới xuất hiện trong FC Online, Zico mùa giải Icon. Mặc dù là chỉ có đúng một mùa giải thôi nhưng mà huyền thoại này đã thiện rất là xuất sắc ở vị trí CM trong lần xuất hiện này. Zico ở cấp thẻ cộng 1 các bạn có thể mua với giá 146 tỷ. Còn nếu như cấp thẻ cộng 5 thì hơi khó mua hơn nha. Mùa giải Icon thì hiện tại rất là khó mua, cấp thẻ cộng 5 chỉ có thể đập lên thôi và rơi vào khoảng 1.000 tỷ. Thì khi mà lên được cấp thẻ cộng 5 rồi thì đây sẽ là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất của Brazil nếu như tính tới thời điểm hiện tại. Thì Zico lên level 5, team L Brazil nữa hoặc là team L quốc dân vẫn được nha. Sút xoáy, tinh tế, sút xa, kiến tạo, sút tặng mới ngoài, thánh chuyền bóng qua người. 1m72-74kg trên trung bình, nhưng cái đặc biệt là Zico chạy nhanh lắm. Những pha luồn lách qua các khe hở của đội bạn, các bạn thấy đấy. Luồn lách chạy rất là nhanh nha, và đôi khi có thể tung ra cú sút xa, đôi khi có thể là một cú sút gần, đôi khi có thể là kiến tạo, đôi khi có thể là tung ra pha dứt đê, có thể tạt nữa, chỉ số tạt bóng khá cao. Lực sút sút xa cũng ổn nha, áp nha, tốc độ dứt điểm, chuyền ngắn, chuyền dài vào đỉnh cao rồi tạt bóng quá cao, tầm nhìn cũng rất là tốt khiến cho những đường chuyền của Zico trở nên chuẩn xác hơn. Sút xoáy thì quá tốt rồi, cầm Zico dứt đề rất là dễ vào, tỷ lệ của bạn khá cao, có khả năng rê banh nè, có khả năng khéo léo là thăng bằng cũng rất là tốt. Cái điểm yếu mà Zico để lại các bạn là thể hình hơi nhỏ con trong những pha tranh chấp thôi. Thì đôi khi nếu như bạn cầm Zico mà bạn đấm nhau với những CB mà đỉnh cao hay CB to cao bên phía đội bạn á thì hơi khó khăn. Cho nên các bạn có thể cầm Zico để có thể sút xa và thể lùng lách qua các khe hở là được rồi. Và đứng thứ 6 trong danh sách này cũng là một huyền thoại vừa mới xuất hiện cho FC Online nữa, Sir Bobby Charlton, huyền thoại của đội tuyển Anh cũng như là huyền thoại của câu lạc bộ Manchester United. Sir Bobby Charlton cũng là một trường hợp khá là đặc biệt. Ở cấp thẻ cộng 1 thì cũng rơi vào khoảng tầm 183 đến 200 tỷ nhưng mà rất khó mua nha, các bạn có thể mua được cộng 2, cộng 3. Và huyền thoại này ở cấp thẻ cộng 5 các bạn vẫn có thể mua được trong một số trường hợp khi một số bạn chèn mát. Và huyền thoại này khi lên cấp thẻ cộng 5 cũng là một trong những cầu thủ khá nhỏ con nhưng mà khác biệt với lại Zico là thêm trung bình giúp cho những pha tranh chấp của Bobby Charlton trở nên mạnh mẽ hơn, có thể đấm nhau được. Sút xoáy nè, chuyền dài nè, sút xa nè, kiến tạo, sút tạt mã ngoài, thánh chuyền bóng với lại qua người, rất nhiều chỉ soạn liên quan tới kiến tạo nè, rất nhiều chỉ soạn liên quan tới việc ghi bàn và cả qua người. Nó phải nói bộ chỉ số quá là hoàn hảo cho một CAM. Tốc độ tăng tốc, tốc độ nhìn có vẻ không nhanh nhưng mà vẫn đủ để có thể tranh chấp được. Cái điểm mạnh của Sir Bobby Charlton đó chính là dứt điểm với lại sút xa với lại sút xoáy. Nhìn cụ sút xa sút xoáy rất dễ vào, tỷ lệ ghi bàn khá là cao. Và chuyền ngắn có nha, chuyền dài có, tạt bóng tầm nhìn cũng khá cao. Nhưng nếu như đôi khi một số trường hợp mình chạy ra cánh á, thì vẫn có thể tạt được, hoặc là những pha bóng cố định phạt góc này kia thì vẫn có thể làm được nha. Bởi vì chỉ số xoáy cũng khá ổn áo nè, cầm cụ ZD thôi chứ khỏi chê rồi. Những pha dứt điểm trong cấm được quá đẳng cấp. Rơi bóng, giữ bóng khéo léo và thăng bằng, mọi thứ còn quá cao ha. Điểm yếu của Sir Bobby Charlton nằm ở chỗ đó chính là những cú sút xa của cậu thì hơi thiếu lực. Đôi khi mình thấy banh bay không mạnh lắm nhưng mà tỷ lệ vào thì vẫn cao, chỉ là không mạnh thôi, cho nên vẫn đá hoàn hảo được vị trí CAM. Đứng thứ 5 trong danh sách này là một trong những huyền thoại báo đen, Eusebio Mujagin. Và đây sẽ là một trong những cầu thủ đá được rất là nhiều vị trí và trong đó kể cả CM cũng đều thể hiện rất là tốt vai trò này. Và cụ Eusebio thì cái tên cũng rất quen thuộc trong bất kỳ mùa giải nào mà huyền thoại này xuất hiện, luôn luôn là cái tên được săn đón nhất ở những mùa giải đó. Và mùa giải Icon thì cũng không ngoại lệ nha. Huyền thoại này ở các thẻ cộng 5 rơi vào giá khoảng là 1.500 đến 1.600 tỷ và rất dễ mua đấy. Huyền thoại này tại giá rất là rẻ hơn nhiều so với Sir Bobby Charlton và Zico luôn á. Và đây là một những cầu thủ có tốc độ, chiều cao thì cũng có vẻ hơi ngang với lại Sir Bobby Charlton hay Sir Zico, nhưng mà được cái đấm nhau khỏe 1m75-76kg trên trung bình trong game nhìn giống như là một cái bao cát gì đó, hay một cái cục gì đó rất là cứng cáp và đấm nhau với bất kỳ hậu vệ nào. Và CF đường 119, tinh tế, sút xa, ma tốc độ hay là kiến tạo là bốn chỉ soạn mà cụ có được. Cầm cụ phải nói rằng thứ nhất là tốc độ, thứ hai dứt điểm, thứ ba sút xa, ba cái này làm cho cái meta hiện tại đúng kiểu là thuộc về Eusebio luôn. Và huyền thoại này có khả năng xoáy đó nha. Nếu như mà các bạn sử dụng mùa giải Icon thì những pha ZD của cụ á xoáy hơn rất là nhiều, có khả năng kiến tạo, có chuyền dài, chuyền ngắn có vẻ không cao như là Charlton hay là Zico nhưng mà vẫn có thể truyền được, vẫn có thể kiến tạo được và có thể chạy được thăng bằng cực kỳ tốt. Và đa dạng vị trí nữa, trong tất cả vị trí của mình thì
Eusebio huyền thoại này luôn luôn đá được tất cả hết ở vị trí hàng tấn công. Và điểm yếu của cậu mình nghĩ là có lẽ là nhiều bạn thấy là sút xoáy, không xoáy lắm ha, nhưng mà thấy vẫn vào. À, đứng thứ tư trong danh sách này đó chính là siêu sao Karim Benzema mùa giải 23 tuổi, thì đây là mùa giải xuất sắc nhất của Benzema ở thời điểm hiện tại trong FC Online. Karim Benzema là cái tên đương đại đầu tiên xuất hiện trong danh sách này. Và Benzema ở mùa giải này á, các bạn thấy là STCF đúng không? Nhưng mà khi đá vị trí CM các bạn thấy vẫn được. Kể cả Benzema mùa giải DC, Benzema 23TS hoặc là Benzema 23T là cái tên sáng giá nhất, rõ ràng là Benzema 23T. Cái mức thẻ ở cấp độ cộng 5 này các bạn mua với mức giá 2.000 tỷ vẫn có thể mua được, nếu như bạn chịu khó chèn mát và ngồi canh thì mua được nha. Nhưng mà quan trọng là Benzema mùa này có chỉ số dứt điểm quá là tốt luôn, khi mà lên cấp thẻ cộng 5 và team cơ lờ Real Madrid, team cơ lờ đội tuyển Pháp nữa, thì những team cơ lờ quá tuyệt vời để có thể build sút xoáy, kiến tạo, đánh đầu mạnh. Ba chỉ số ẩn thôi, không nhiều như là những huyền thoại trước, nhưng nhiêu đây cũng là quá đủ để cho Benzema khẳng định được đẳng cấp rồi. 1m85, 81kg thân trung bình, cao hơn những vị trí trước đó nha. Và Benzema có chỉ số dứt điểm khá là tốt. Cầm Benzema dứt điểm thì nó là cầu thủ sử dụng ảo nhất ở thời điểm hiện tại trong game đó. Dứt điểm có những góc rất là xa, và đặc biệt là power shot hiện tại đang có nữa, thì Benzema power shot rất là dễ vào nữa. Sút xoáy cũng có nè, rê bóng cũng có nè, kiến tạo có nha, truyền dài có, truyền ngắn có, đúng kiểu là một trong những chân truyền, một trong những chân sút, một trong những CAM để gánh team là đây nè. Cầm Benzema đôi khi các bạn thấy có những pha banh có thể nghĩ là không vào á, nhưng mà vào được, bởi Benzema có bộ số hoàn hảo từ đánh đầu trên không lẫn dưới đất, và có thể đá được đa dạng vị trí ha. ST, CF, CAM đều bằng chỉ số nhau hết, không hơn không kém. Và đứng thứ ba trong danh sách này đó chính là một siêu sao huyền thoại người Pháp nữa, Zinedine Zidane mùa giải Juventus Ambassador. Phải nói đây là mùa giải xuất sắc nhất mà Zidane có được, còn hơn cả mùa giải Icon về tất cả bộ chỉ số và AI của mình. Và kể từ khi mà Zidane được thay đổi về chỉ số xuất xa của mùa giải Icon thì những mùa giải xuất hiện sau đó như là giải CC nè, mùa giải Best Cup hay là mùa giải Juventus Ambassador, mùa giải gần nhất á, luôn luôn là cái tên sáng giá nhất cho vị trí CM. Đây là một trong những cầu thủ mà có giá rơi khoảng 1.380 tỷ, vẫn có thể mua được, nhưng cầu thủ này sẽ phải cao giá hơn rõ ràng là tầm lên khoảng 1.500-1.600 tỷ á. Nhưng mà bạn vẫn có thể mua được, bởi mở ra cầu thủ này có thể mở ra được. Và khi mà lên cấp thẻ cộng 5 nha, team cơ lờ Juventus, team cơ lờ Real Madrid, team cơ lờ đội tuyển Pháp nữa, thì ba team cơ lờ quá mạnh luôn. Và cầm thêm Zidane rõ nữa, 1m85, 77kg thể hình trung bình, khắc phục được điểm yếu của những anh chàng CM trước đó là chiều cao đúng không, nhưng khắc phục điểm yếu luôn của Benzema đó chính là chỉ xoắn nè, sút xoáy nè, tinh tế nè, sút xa nè, kiến tạo nè, thánh truyền bóng nữa, với lại qua người nè. Benzema chỉ qua chỉ soạn thôi, nhưng Zidane lại nhiều chỉ soạn hơn và khắc phục hoàn toàn cái bộ số của Zidane khi mà lên cấp thẻ cộng 5 nha. Mà tính thêm team cơ lờ nữa, các bạn thấy là tốc độ, dứt điểm, lực sút, sút xa, chọn vị trí, tạt bóng, chuyền dài, sút xoáy. Ở phiên bản trước không biết tại sao Zidane lại bị tụt đi cái chỉ số xa nhá, nhưng phiên bản này thì những mùa giải sau đã được cải thiện cái điểm yếu rõ ràng và trở nên hoàn hảo luôn ở vị trí CM. Đây là một trong những cầu thủ mình rất là đắn đo, với Zidane hoàn toàn có thể đứng ở vị trí số 2 hoặc vị trí số 1. Và đứng thứ hai trong danh sách này đó chính là Kevin De Bruyne mùa giải 23 tuổi. Thì khi nhắc đến vị trí CM mà thiếu đi Kevin á, thì đây sẽ không còn là vị trí CM nữa, bởi vì cầu thủ này quá là xuất sắc ở vị trí này. Kevin De Bruyne 23 tuổi là một giải mà các bạn có thể mua ở cấp thẻ cộng 5 với mức giá hơi cao nha, tầm trên 2.000 tỷ thì có sẽ có hàng trên 2.000. Và đây là một cầu thủ khi mà các bạn để ý vị trí CM là một CM thuần túy luôn. Thuần túy có nghĩa là vị trí này là vị trí xuất sắc nhất mà Kevin De Bruyne chơi được, và đây cũng chính là vị trí mà cầu thủ chơi hay nhất, dễ chơi nhất, cũng lại là Kevin De Bruyne. Rất khó để so sánh Kevin De Bruyne với lại người top 1, và hai người rất là cân bằng với nhau để chọn ra người nào CM xuất sắc nhất. 1m81-75kg thân trung bình, 2.55, quá tuyệt vời, tranh chấp được, rõ ràng khắc phục được điểm yếu của những CM phía trước. Và tạt bóng sớm nè, sút xoáy nè, truyền dài nè, sút xa, kiến tạo và lại sút tạt má ngoài nè, là những chỉ số ẩn có thể giúp cho Kevin kiến tạo, có thể giúp cho Kevin sút xa và sút xoáy. Rõ ràng ha, Kevin có thể sút xa, Kevin có thể dứt đê, và đặc biệt hơn là Kevin còn có thể power shot nữa. Cái meta sút xa mà cực mạnh á, thì rõ ràng Kevin De Bruyne là một những cầu thủ ở ngoài đời cũng thể hiện tốt điều đó. Ở những phiên bản trước người ta có thể nhìn ra cái điểm yếu Kevin ở vị trí này đã chính là dứt điểm ha, nhưng mà càng về sau thì chỉ số này được cải thiện rất nhiều, và chỉ số dứt điểm trong vòng cấm của Kevin cũng không còn ái ngại nữa. Trên đây là một những CM khá là hoàn hảo, rất khó để tìm ra điểm yếu của Kevin khi mà thi đấu ở vị trí này. Và đứng đầu trong danh sách này đó chính là huyền thoại Ruud Gullit mùa giải Icon. Nó phải nói là vị trí này không ai qua được huyền thoại này, nên mà một trong những cầu thủ có thể nói là hoàn hảo bậc nhất khi đưa vào vị trí là tiền vệ tấn công. Ruud Gullit thì là một cốt game của FC Online rồi, đây là một những cầu thủ được cực kỳ đặc biệt ha, thi đấu tất cả các vị trí trừ vị trí thủ môn, nhưng mà những vị trí đó đều là những vị trí xuất sắc nha.
và giá hiện tại của Dragon League ở trên thị trường chuyển nhượng ở cấp thị cộng 5 cũng lên quá cao rồi, 4.000 tỷ cho cấp thị cộng 5 và rất không hài bán luôn, vẫn mua được nha, dĩ nhiên là vẫn mua được, chỉ ít ai bán thôi. Và ở cấp thị cộng 5 thì Dragon League để lại cho game thủ một cái bộ chỉ số và nó không cần nhìn chỉ số này, mà Gulit thì không cần nhìn nè, tinh tế, sút xa, mà tốc độ, kiến tạo, đánh đầu mạnh, bấm bóng với lại qua người, 1m9, 188 kg thịnh nhỏ, nhưng mà trong game nhìn có nhỏ đâu, to ha, trong game nhìn to, đấm nhau bất kỳ ai, gạt tay, gạt vai, lên chân, đá cổ, chấn chỏ này kia, cái kiểu có hậu vệ nào chịu nổi lại rút Gulit đâu. Và đá với chiếc CM, CF thì đều hay cả, tốc độ tăng tốc bộ số rất là đều từ trên xuống dưới luôn á. Nếu như tìm ra điểm yếu của Dragon League ở vị trí này thì không có luôn em à. Không những là vị trí này đâu mà tất cả vị trí khác không có điểm, nhìn bộ số nè, đều từ trên, chưa tính team color nha. Khi bạn team color Milan hay team color Hà Lan, Chelsea này kia vô thì bộ số nhìn nó không có điểm yếu luôn, toàn 120 không à. Đúng không? Đâu có điểm ra được, nó đều từ trên xuống dưới từ bộ số này thì kia. Và đây là một trong những vị trí mà phải nói Dragon League khá thích hợp, CM, CF, xuất xa, truyền dài, cái gì làm cũng được chứ. Và đó là top 7 CM xuất sắc nhất dựa theo các tiêu chí mà mình đã trải nghiệm được, có thể qua AI, có thể qua chỉ số. Dĩ nhiên cũng sẽ là theo những cái đánh giá riêng của mình thôi, với mỗi người á sẽ có những cái đánh giá khác nhau về cảm nhận của vị trí tiền vệ tấn công này. Và các bạn có thể comment phía dưới phần bình luận á, những cầu thủ nào mà các bạn nghĩ là xuất sắc nhất ở vị trí CM này, và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn mà đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.